Yes. Alo. Vâng, chúng ta cũng đến với trận thi đấu đầu tiên ở trong trận đấu thứ hai. Bên phía đội bạn, trận đấu này quân là xấu hơn bên mình khi mà có tứ quý chém Greg Pan, Greg Maxe. Đấy là quân của bên phía team Hà Nội ở trong trận đấu đầu tiên ở trận đấu thứ hai. Và chúng ta cũng đến với màn hình máy ở game thủ GV. Anh là người cầm Pan trong cánh. Tươi rồi. Pan Viran trong cánh. Đầu cánh là Samerian, Chip Boy, AC Dian. Chim sẻ cũng AC. Và đây là một trận thi đấu mà nếu như Maxe đánh cung ngà thì bên phía mình sẽ, tôi nghĩ là sẽ dễ thở hơn. Nhưng liệu rằng Maxe sẽ là dummy hay là lên thẳng cung ngà? Greg Pan, Greg Maxe thì phải. Và Maxe của game thủ độc cô của bại. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến một trận thi đấu mà nhiều khả năng là game thủ No 1 sẽ lại phải đánh cung trận đấu này. Để cho 2 AC bên này No 1 sẽ phải đánh chém trận đấu này để cho 2 AC bên này đánh cung. Màn hình máy ở game thủ No 1 đi. Cầm Samerian. Nhà có nhiều đồ ăn hay không, nhưng chưa gì đã có con voi về đến nhà chính rồi. Rất nhanh. Vâng, đầu 1 đã có luôn được con voi về đến nhà chính. Rất nhanh tay. Và đây là Prime Gun của game thủ GV. Và chúng ta có thể thấy rằng là Pymran đến từ GV cũng đang có được một con voi về đến nhà của mình khá sớm. Một bài Pymran đánh chắc nhà và chém chéo cánh. Chém chéo cho 2 AC. Để cho 2 AC có thể đánh cung. Màn hình máy game thủ Chip Boy. Cũng có rừng, cũng có voi. Như vậy là cũng được rồi. Đây là màn hình máy game thủ No 1 cầm Samerian, có con voi thứ hai. Và như vậy là định luật hai voi đã có dành cho game thủ No 1. Khá tốt. Vâng, Samerian câu voi là rất mượt. Và như vậy là có thêm cả bãi quả phụ nữa. Và như vậy là ba quả phụ đã có dành cho game thủ No 1. Bây giờ thì No 1 có lẽ là anh chỉ cần bầy hiêu nữa thôi. Và như vậy thì vâng, nói đến bầy hiêu là có bầy hiêu. Và bầy hiêu cạnh bãi vàng. Game thủ No 1 anh có thể đóng một chiếc BS nhân đôi luôn. Một bầy hiêu 7 con và chiếc BS nhân đôi thì là cực kỳ tuyệt vời. Lại có một con voi nữa. Đặt BG ăn quả, câu voi về. Một bài như này chỉ cần 2-3 dân thôi. Nếu không muốn ăn hiêu thì 2-3 dân là được. Nhưng tôi nghĩ rằng game thủ No 1 vẫn đang muốn ăn hiêu thì phải. GV bài bên ăn trong cánh. Một bài có khung. Và khung đẹp luôn. Khung có vàng. Chỗ này kín đi. Dò lên tí nữa. Như vậy là kín rồi. No 1 Samerian đầu cánh 25 dân. Đánh cung đi. À nhầm, đánh chém đi. Game thủ Chip Boy 26 dân. Nhà 3 voi. Rất nhiều voi dành cho game thủ Chip Boy. Một bài chúng ta có thấy rằng Chip Boy nếu như cầm AC một bài này và để nguyên không bị chọc giò chết nhiều dân thì có lẽ Chip Boy ra một bài rất khỏe. Chim sẻ cũng đóng A tại nhà và sau đấy là đẩy thẳng một tơn vào trong cánh thôi. Đẩy thẳng một tơn vào nhà Maxe. Không thấy ai soi tham. Không biết là Maxe đánh cung hay đánh chém soi tham đi rồi. Vậy có mỗi vài viên của game thủ Hoài Bão lên đời thôi. GV là người lên đời sớm nhất bản đồ. Vâng,
một bài 26 dân. Và chim sẻ sẽ đánh theo kiểu sexy. Anh sẽ đóng ruộng, một khoanh ruộng nhỏ và kín kẽ các kiểu, vâng, chốt bé các kiểu để có thể có một khoanh ruộng ấm. Sóc đều quân, tầm 5 tân quân thôi. Và chủ động là ốp chết được một nhà Maxe. Tôi nghĩ bên phía đội bạn có một nhà Maxe và Maxe đánh cung Nga và một nhà Greg đánh y thủ. Ngựa giò bắt đầu chạy. Nâu một bắt đầu chạy ngựa giò. Và bây giờ thì đầu cánh bên này là ai? Có tìm thấy Maxe luôn không? Vâng, bây giờ chúng ta có thấy rằng No1 anh đang chạy một con giò rất khó hiểu. Và tại sao lại không thấy nhà của game thủ VNLOP đâu? Mà VNLOP đã có con ngựa giò vào đến nhà của game thủ No1 rồi. Đây rồi, Maxe trong cánh bên này. VNLOP đã đóng Y. Và chắc chắn là như vậy. Đóng P luôn. Mình đóng P thủ lại luôn. Vâng, chọc được dân của Samarian là hơi khó. Bây giờ thì Pymeran đến từ GV đâu? Cánh bên kia thì đó là nhà game thủ màu 6 Maxe. Chim sẻ đi nắng. Đẩy thẳng tân cung đầu tiên vào nhà. Vào nhà của game thủ Maxe độc cô cổ bại. Và như vậy tôi đã nhầm, màu 6 thì đó là nhà của Pymeran. Màu 6 thì là nhà của Pymeran do game thủ Tuti cầm. No 1 đã bắt đầu bị dummy. Vâng, phù cần phải đỏ trong những tân y đầu tiên này. Cần phù đỏ trong những tân y đầu tiên mới có thể đánh được. Cần phải chốt những cái nhà BE xung quanh nhà phù thủy để cho những con phù thủy sinh ra nó hoạt động tốt hơn. Chốt, vâng, chốt, nhốt những con phù thủy vào. No 1 có làm điều đấy không? Nhốt phù thủy vào. Màn hình máy game thủ Chip Boy. Lạc đà đã bắt đầu vào khe. Chúng ta có thể thấy rằng là Chip Boy vẫn đang khá nhanh tay. Và anh vẫn đang nhảy số khá tốt trong những tên thủ nhà của mình. Pymeran vẫn chưa đẩy được nhà bên này. Thế như vậy còn chim sẻ đẩy thẳng vào nhà trong cánh Maxe bên kia. Vâng, không ai nhắc chim sẻ sao? Dường như là anh muốn đẩy nhà của game thủ VNLOP trước. Trước khi đẩy vào nhà Maxe phải e là rất hay đến từ các cái thủ viễn TV TV. Cả bốn game thủ đều có những kỹ thuật cá nhân cực kỳ tốt. Cả No 1, Chip Boy, EGV đều là những người có thể phải e một cách cực kỳ khét. Tôi nghĩ rằng mấy con nông dân này thì có lẽ là hơi khó để có thể thoát được tầm tay của No 1 cũng như là game thủ chim sẻ nắng. Chim đang bị lọt nhà một tên. Và thời điểm hiện tại chúng ta có thấy rằng chim sẻ anh vẫn đang dẻo như thế nào. Chán đời resign luôn. Khi mà bên phía đội bạn đã không còn gì để thi đấu nữa rồi. Vâng, timeline chưa đánh đã đè. Chưa ai nhìn thấy nhà của game thủ 9X cũng như là game thủ độc cô cổ bại đâu. Nhưng bên phía đội bạn cũng resign. Vì thực ra quân phía đội bạn là khó đánh. Vâng, và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu thứ